Chào bà con cô bác nha. Hôm nay 12 tháng 4 nha. Cây Soli C6. Soli C6 này là RAM 3 GB, bộ nhớ như 32 GB gì đó. Tên máy là F3216 nha. Màn hình rất là đẹp luôn. Màn hình vỏ cũng khá đẹp luôn mà nó không có khay sim nha. Nó không có cái nắp đậy sim nha, còn khay sim vẫn có nha. Cây này bán 600 ngàn nha, 600 ngàn cây Soli C6. Màn hình rất là đẹp luôn. Cây Z5 2015 nha. Cây này hết pin, bỏ thay nắp này cũng chưa kịp thay, nắp xấu quá. Cây này bán 350 là giá thay nắp rồi nha. Đây nắp vô bán 350, tên máy là Z500. Còn Oppo Leo 7 nhé. Oppo Leo 7 màn hình rất là xấu luôn. Bán cây này bán có 100 ngàn thôi nha. 100 ngàn, nó màn hình bị đốm tựa lưa hết. Bán 100 ngàn. Mới lại cái nắp sim của nó cũng hư nữa, bán có 100 ngàn thôi. Còn Samsung Z7+ nha, Samsung Z7+, RAM 4, bộ nhớ 32 GB nha. Màn hình thì rất là đẹp luôn. Màn hình rất là đẹp luôn. Cái vỏ này mai mình thay cái vỏ khác cho nó đẹp chút. Mà cũng là thay vỏ zin luôn, vỏ đẹp luôn. Cây này bán thay vỏ bán 1,1 triệu nha. 1,1 triệu thay vỏ đẹp cho bán 1,1 triệu. Z7+. Còn Samsung G531 nha. Cây này thì Android chỉ có xài Android nó có 5.1 nha. Xài Bluetooth màu xanh. Mua về tải Bluetooth màu xanh về xài. Cây này bán 200 ngàn, cầm ra mua cái màn hình không được luôn. Nhờ mình bán là nguyên cây là có 200 ngàn. Nghe gọi cũng rất là ok luôn. Còn Oppo F3 nha. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64 GB. RAM 4, bộ nhớ 64 GB, hư lúc hôm. Cây này bán xả 600 ngàn nha, 600 ngàn. Màn hình zin cũng rất đẹp luôn. Mà nó bị hư cái lúc home. Bán 600. iPhone 6 nha, iPhone 6 thường. Cây này thì hư lúc home luôn. Hư lúc home bán có 500 ngàn nha. iPhone 6 thường hư lúc home. Bán 500 ngàn. Giá rất là bèo luôn. iPhone 6 mà giá từ trước mười mấy triệu, gần 20 triệu, bây giờ có mấy trăm ngàn. Còn iPhone 6 thường, cây này thì nghiêm chỉnh nhé. Cây này nghiêm chỉnh. Android cây này không có tính Android nhé, nhưng mà dung lượng của nó là 128 GB. Cây này bán 800 ngàn, iPhone 6 thường. Còn Samsung Z3 Pro, Samsung Z3 Pro, cây này RAM 2, bộ nhớ 16 GB. Còn tên máy là Samsung Z3 Pro. Cây này bán 600 ngàn nha, 600 ngàn cây Z3 Pro. Vỏ với cũng rất là đẹp. Vỏ chưa bóc ra mà rất là đẹp luôn, bán 600. Còn A5 2017 nha. A5 2017, cây này RAM 3, bộ nhớ 32 GB. RAM 3, bộ nhớ 32 GB nha. Cây này chạy tài khoản ra rồi nha. Cây này bán 800 ngàn nha. A7 2017, cây đấy chạy cũng rất là ok luôn, rất là lẹ. Cây Asus
Asus Z00 UD, cây này hay gọi là ZenMax nữa. Android cũng 6.1, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 500.000. Samsung Z7 Prime. Samsung Z7 Prime, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì vỏ màu hồng nhé, vỏ màu hơi hồng hồng. RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 700.000. Cây này cũng là Z7 Prime luôn. Cây nào màn hình cũng đẹp nhé. Cây này vỏ nó màu xanh, hơi xấu tí, bán cũng giá 700.000 luôn. iPhone 5 thường nhé. iPhone 5 thường. Cây này hư lúc home. Hư lúc home lít kính. Hôm nay bỏ đi ép mà chưa có đi ép được. Cây này bán 200.000 nha, để vậy bán 200.000. Nó mua iPhone 5 thường này về chưa cháy cũng rất là ok luôn. Còn lúc home ra ngoài sửa nó không bao nhiêu tiền nữa. Cây Oppo F3 nha. Cây Oppo F3, cây này Oppo F3, cây này là màn hình đẹp nha. Màn hình đẹp mà vỏ cũng đẹp luôn. RAM 4, bộ nhớ 32GB. Oppo F3, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 800.000 nha. 800.000. Tên máy là Oppo F5 nha. Oppo F5. Cây này RAM là tới 4GB, bộ nhớ 32GB. Nó tên máy Oppo F5. Cây này bán 800. Còn Z2 Prime nha, Samsung Z2 Prime. Cây này màu hồng nha, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB. Bán 250 cây nha. 250 cây. Z2 Prime thì bên mình cũng còn rất nhiều nhé. Cây này màu vàng cũng bán đồng giá là 250 nhé. RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB. Android thì cũng trên 6 chấm, tải Bluetooth cũng đỏ cũng được luôn. Cây iPhone 6 Plus. Cây này thì bị hư lúc home. Hư lúc home vỏ nó cũng hơi xấu. Cây này bán 700.000 nhé, 700.000. Nó bị hư lúc home, vỏ hơi xấu nhé, bán 700. Samsung Z4 cộng nhé. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy là Samsung Z4 cộng, RAM 3, bộ nhớ 32GB nhé. Bà con lên Google thì coi nó có hai đời máy nhé. Đời RAM 2, đời RAM 3. Còn đằng này là RAM 3. Thay vỏ bán 800.000. Còn để vậy thì giá 700. A7 2018 bị đốm màn. Nó bị đốm rồi nha. Mấy ngày mà vẫn như vậy luôn, không có thêm gì nha. Màn hình cũng còn khá đẹp luôn. Cái này RAM 4, bộ nhớ 64GB. Tên máy là A7 2018. Cái này bán 800.000 nha, 800.000. Vỏ sườn cũng còn khá nha. Samsung Z7 Pro nhé. Cái này màu xanh rất là đẹp luôn. Samsung Z7 Pro. Cây này bán 1 triệu nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Samsung Z7 Pro. Cây này là khá đẹp luôn. Còn cây này thì nó xấu hơn chút xíu nhé. Cây này thì bán 900.000, màu vàng nhé. Nó cũng là Z7 Pro, cũng RAM 3, bộ nhớ 32GB. Nhưng mà cây này thì vỏ nó màu vàng. Đó, cây này thì bán 900. Cây này là màn hình đẹp nha, không có giật nha. Cái này là do cái máy ảnh của mình nó phản chiếu nhé. Phản chiếu dòng này nhé. Nó phản chiếu mấy dòng Z7 Pro. Nó lại Z7 Plus. Nó hay nó ra cái hiện tượng vậy. Còn màn hình là rất là đẹp luôn.
A50, Samsung A50, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Tên máy là Samsung A50, màn hình thì rất là đẹp. Cây này thì sườn hơi xấu. Sườn hơi xấu bán 1,2 triệu nha, Samsung A50. Còn cây này thì sườn đẹp hơn nha. Sườn đẹp hơn thì giá nó nhìn hơn 100.000. Cây này 1,3 triệu. Đó, cây này 1,3 triệu nha. Loa Bluetooth cộng sạc dự phòng cũ nha. Sạc dự phòng cũ thì cũng có 100.000 cục thôi nha. Mấy cục này nhiều khi sạc cũng rất là êm nè. Đó, nó tuy là nó cũ nhưng mà sạc nó sạc tốt đó, cho nên là xài cũng rất là êm. Còn ra ngoài mua mấy cục sạc mới mà nó đề mấy chục ngàn này kia đó là mấy cái đó nó ảo đó. Mấy cái đó là nó chỉ là ảo thôi chứ không có thật đâu. Bán 100.000 một cái sạc dự phòng nha, cộng loa cũng 100.000 luôn. Loa Bluetooth mới, nó có hộp đàng hoàng luôn, cũng có 100.000 cái. 100.000 cái loa Bluetooth. Cây này về xài nghe nhạc cũng khá rất là ok luôn. Đó, nhạc là đèn là nó nhấp theo điệu nhạc luôn. 100.000. iPad 4 nha, iPad 4. Cây này thì RAM không có nha. Nhưng mà nó là iPad 4. Dòng chế táo mà hỏi RAM mình thì bó tay rồi. Cây này iPad 4 nha, bán 800.000. 800.000 cây iPad 4. Cây Samsung T858. Cây này Samsung T858 nha. Cây này bán 1,1 triệu nha. Hoặc gọi là Tab A2016 cũng được. Đó, cây này chạy cũng khá nhá. Android thì cũng còn 8.1 luôn. Dòng này chạy game cũng nó tải mấy cái game nhẹ nhẹ cho xài cũng rất là ok luôn nhá. Cây này bán 1,1 triệu. Còn cây Samsung Tab S nha. Tab S cây này thì màn hình thì rất là đẹp luôn. Rồi hết pin luôn, siêu mỏng luôn. Cây này là mà siêu mỏng, màn hình rất là đẹp. Tên máy là Tab S nha. Ai muốn coi cái clip ngày hôm qua nữa, màn hình rất là đẹp luôn. Bán cũng đồng giá 1,1 triệu luôn. Còn Tab 10A nha, Samsung Maxell Tab 10A. Sang Maxell Tab 10A thì mình có hai cây nha. Cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB, Android thì 11 chấm. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này xài sim cũng rất là ok luôn, màu xanh nha. Cây này bán 1,1 triệu nha. Còn cây màu đen này cũng đồng giá nha, cũng 1,1 triệu nha. Nó cũng là Tab 10A. Đó, nó cũng là Maxell Tab 10A, có hai cây nha, 1,1 triệu cây. Còn Samsung Tab 4. Samsung Tab 4 cây này thì Android có 4.4. Android thì có 4.4 thôi. Cây này bán 600.000 nha, 600.000 cây Samsung Tab 4. Nó to cũng khoảng 10 inch á. Thì cũng có người hỏi nó to bao nhiêu, to 10 inch, Android 4.4. Về tải Bluetooth màu xanh, còn mấy vấn đề khác thì vẫn tải ok luôn. Cây này thì bán 600.000. Còn cây Tab E nha, Samsung Tab E, cây này hết pin. Samsung Tab E, cây này thì Android có 4.4 nha. Android 4.4 luôn, cây này thì bán 500.000. Samsung Tab E nha. Như thường lệ, ai mua thì chốt cái cạc Viettel 50.000 nha, shipper tới lời trừ ra. Ai chuyển khoảng 100.000 bao ship, ai chốt hai cây một lần mình cũng bao ship luôn.
thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy hoặc là shipper nó có vấn đề gì, như nó ship tới nhiều khi bể hỏng hóc này kia thì báo lại mình hỗ trợ ship cái khác, tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con. Rồi chào bà con cô bác nha.